Cuộc họp nằm trong kế hoạch của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo với một quan chức cấp cao của Triều Tiên hôm 8 tháng 11 ở thành phố New York đã bị hoãn sang một ngày khác. Bộ Ngoại giao Mỹ không nói lý do tại sao cuộc họp bị hoãn. Hai nhà ngoại giao dự kiến sẽ thảo luận việc đạt tiến bộ trên cả bốn trụ cột của tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh Singapore, trong đó có việc đạt được phi hạt nhân hóa Triều Tiên dứt điểm và hoàn toàn có thể xác minh được. Ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận tại cuộc gặp thượng đỉnh của họ hồi tháng 6 để loại bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, nhưng hai bên vẫn bất đồng về tốc độ của Bình Nhưỡng trong nỗ lực chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân. Triều Tiên hồi tuần trước cảnh báo rằng họ sẽ xem xét khôi phục chương trình vũ khí hạt nhân của mình nếu Hoa Kỳ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế, làm tê liệt chế độ. Triều Tiên cũng đang tìm cách đạt được một hòa ước với Hoa Kỳ và Hàn Quốc, chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 chia tách miền bắc cộng sản khỏi miền nam dân chủ